Ngọc Lan đáp trả khi bị nói tham tiền nên bị lừa 7 tỷ, báo chí giật tít sai, nhắc thẳng đến một người. Ngày 7 tháng 4, Ngọc Lan livestream khóc nức nở thể hiện thái độ bức xúc vì phát hiện điều bất thường trong hợp đồng bảo hiểm cô mua cho bản thân và con trai với tổng chi phí 700 triệu trên một năm. Ngọc Lan cho biết do chủ quan nên nữ diễn viên đã ký tên vào hợp đồng có nội dung không đúng như lời nhân viên tư vấn cam kết và cô đóng liên tục trong vài năm qua. Cụ thể, nhân viên tư vấn cho biết Ngọc Lan sẽ nhận 10 tỷ đồng cả vốn và lãi sau 10 năm. Tuy nhiên, trong văn bản hợp đồng thì số tiền nhận được ít hơn và thời gian lên đến 74 năm. Nhiều người đồng cảm nhưng cũng có không ít anti-fan ác ý còn cho rằng vì cô tham tiền nên mới bị lừa như vậy. Giữa lúc sự việc đang xôn xao và nhận về nhiều ý kiến trái chiều, Ngọc Lan trực tiếp lên tiếng giải thích rõ từng chi tiết. Nữ diễn viên phủ nhận việc bị lừa 7 tỷ, cô xác nhận chỉ mới đóng số tiền là 2,3 tỷ đồng. Ngọc Lan còn cho biết mẹ ruột suýt ngất xỉu khi đọc được thông tin con gái bị lừa 7 tỷ đồng, nên nữ diễn viên phải vội lên tiếng để không bị lan truyền sai lệch. Ngọc Lan chia sẻ, tôi không bị mất 7 tỷ vì chỉ mới đóng 2,3 tỷ đồng. Nếu rút bây giờ chỉ mất 2,3 tỷ đồng, nhưng đóng tiếp thì không phải được 7 tỷ sau 10 năm như lời nhân viên tư vấn đã cam kết. Hiện tại tôi đang làm mọi cách để giảm thất thoát ở con số tối thiểu. Cái tôi bức xúc là người tư vấn dụ dỗ mọi cách để tôi ký tên và tôi không đọc hợp đồng nên con số sau 10 năm rút ra không đúng như thỏa thuận và phía công ty cũng không chăm sóc một tí gì cả và bảo đây là quy định của công ty. Liên quan đến lùm xùm này, cô thừa nhận bản thân đã sai khi không đọc kỹ thông tin trên hợp đồng mà vội ký tên. Về phương án giải quyết, nữ diễn viên yêu cầu một cuộc gặp gỡ giữa bản thân, nhân viên tư vấn và công ty để được ký lại hợp đồng vì công ty cô mua bảo hiểm ban đầu đã đổi chủ sở hữu mới nhưng không thông báo điều này với khách hàng. Tuy nhiên, phía công ty bảo hiểm mới không chấp thuận yêu cầu trên của Ngọc Lan. Về phát ngôn phải đóng thêm 74 năm nữa cho hợp đồng của bản thân và 42 năm cho hợp đồng của con trai, Ngọc Lan đến chính. Về con số 74 năm của tôi và 42 năm của con trai, khi tôi hỏi thì công ty cũng ậm ừ nên tôi cũng chưa hiểu đoạn này vì tôi không rành bảo hiểm. Tôi mong mọi người có cái nhìn khách quan và hiểu rõ vấn đề. Trước đó, Ngọc Lan chia sẻ lý do quyết định mua bảo hiểm sau khi ly hôn. Từ khi ly hôn, tôi chỉ có một mình đứa con, không ai phụ tôi hết và mẹ cũng lớn tuổi rồi nên tôi sợ không may mình qua đời thì con sẽ không ai nuôi và sẽ không có kinh tế để nuôi. Có một lần tôi gặp một chị bán bảo hiểm, chị này là người quen của một nghệ sĩ rất lớn trong nghề. Tôi nghĩ đây là người quen sẽ tư vấn rất chuẩn xác và đúng cho mình. Tại thời điểm đó, tôi đã ly hôn rồi nên muốn mua bảo hiểm để lỡ có chết thì con của mình sẽ nhận tiền đền bù để đi học và có thể dư ra một ít như vốn làm ăn. Tôi chỉ nghĩ đơn giản như vậy. Người tư vấn bảo hiểm đánh được tâm lý của tôi, chị ấy mới bảo tôi mua lo cho cuộc sống của tôi và con. Người này tư vấn cho tôi hai gói, một của mình và một của con. Gói của tôi 530 triệu trên một năm, còn con trai là 170 triệu trên một năm. Tôi không hiểu sao mình lại mua luôn một lần cho hai mẹ con. Lúc đó tôi mới ly hôn nên ai tư vấn gì để có cuộc sống tốt đẹp thì tôi cũng làm theo. Hiện tại sự việc này đang thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiều sao Việt cũng gửi lời an ủi đến Ngọc Lan. Tiết lộ về tình cảnh của mình, Ngọc Lan đã có hướng giải quyết cho vấn đề của bản thân. Chia sẻ với báo chí, Ngọc Lan cho hay, tôi đã đóng 3 năm, tổng cộng 2,1 tỷ, năm nay là năm thứ tư. Tôi đóng thêm 700 triệu nữa là 2,8 tỷ, nếu tôi ngừng hợp đồng thì sẽ mất trắng. Bây giờ họ đưa tôi cái bản, bảo là bây giờ đóng 10 năm thì sẽ được rút ra. Tuy nhiên, tôi đóng 7 tỷ thì chỉ rút ra được 2-3 tỷ thôi, tôi phải duy trì nhưng cũng khó. Bây giờ có một cách là tôi được quyền giảm tiền đóng xuống còn 200 triệu đồng, tuy nhiên vẫn lỗ bởi tiền mới và tiền cũ sau 10 năm là 3,5 tỷ, nhưng tôi chỉ rút ra được 2,8 tỷ thôi, diễn viên Ngọc Lan cho biết. Ở thời điểm hiện tại, đây là phương án được Ngọc Lan tính đến để hạn chế nhất những mất mát về tiền bạc mà cô phải đối diện khi không nắm rõ được nội dung hợp đồng bảo hiểm đã ký kết.